Tiếp tục video báo giá ngày hôm nay với 5 chiếc bếp các bác nhé. 5 chiếc bếp cực kỳ đẹp và là đều là hàng tuyển chọn có bên kho nhà em. Hôm qua nhà hàng nhà em có về thêm một số mẫu bếp nữa, cho nên là ngày hôm nay sẽ chọn 5 cái mẫu bếp hàng tuyển, hàng đẹp để giới thiệu đến các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác cùng đón xem video cụ thể với em xem là mình ưng được mẫu nào nha các bác nha. Bắt đầu video này với mã K1 bếp không lò nướng các bác nhé. Mã K1 bếp không lò nướng đến từ thương hiệu Zinai ạ. Đến từ thương hiệu Zinai, công tắc bật bếp sẽ là phím nhấn như thế này. Phím nhấn nha các bác nhé. K1 ngày 5 tháng 9, thương hiệu Zinai có chức năng chính cạn nước, tự động tắt lửa, tắt lửa tự động khóa ga. Chỉ có hai chức năng chính thôi, chống cháy nồi, chống rò rỉ ga, cạn nước tắt lửa, tự động khóa ga nha các bác nhé. Thương hiệu Zinai, công tắc bật bếp sẽ là phím nhấn như thế này. Công tắc bật bếp sẽ là phím nhấn. Thành vách cực kỳ đẹp này các bác này. Thành vách của một chiếc bếp bãi nhưng mà rất là đẹp nha các bác nhé. Độ mới 90%. 90% cho chiếc bếp không lò nướng này. Không lò nướng tức là không có bếp nướng. Đây, đó. Lưới chống chuột nhà em đã bao rồi nhá. Đấy. Chỉ có bếp nấu an toàn thôi. Bếp nấu an toàn mẫu này K1 ngày 5 tháng 9 bán tương tác cho các bác 2.500.000. 2.500.000 đồng nha các bác nha. Em chia sẻ cùng phân khúc với các bác một cái mẫu bếp có lò nướng. Về kiểu dáng thì hai mẫu bếp này giống nhau hoàn toàn. Hai mẫu bếp này giống nhau hoàn toàn về kiểu dáng nha các bác nha. Hai mẫu bếp này giống nhau hoàn toàn về kiểu dáng, chỉ khác là một chiếc có lò nướng và một chiếc không lò nướng thôi. Mẫu em đang giới thiệu cho các bác là dòng có lò nướng. Bếp cũng sẽ đánh lửa bằng pin to, pin đại nha. Công tắc bật bếp sẽ là phím nhấn như thế này. Công tắc bật bếp là phím nhấn này. Cần gạt lửa to nhỏ ở đây nha các bác nha. Để cần gạt lửa to nhỏ này. Mã này em ký hiệu là K2 ngày 5 tháng 9. Chức năng an toàn, chống cháy nồi, cạn nước tắt lửa, tự động khóa ga. Đấy. Một chiếc bếp kiểu dáng thon gọn, nhìn rất là bắt mắt. Và có một lò nướng xinh xắn ở phía dưới các bác nhé. Xinh xắn ở bên dưới. Mẫu này thì giá chỉ có 2.300.000 thôi. 2.300.000. Đấy, em so sánh một chiếc bếp có lò nướng và một chiếc bếp không lò nướng ở cùng cái kiểu dáng. Nhưng mà bếp không lò nướng thì giá thành sẽ cao hơn bếp có lò nướng, bởi vì nó là hàng hiếm. Hàng 95% chiếc bếp ga Nhật là có lò nướng, chỉ có 5% là không lò nướng thôi. Vì thế cho nên nó sẽ là hàng hiếm, hàng đắt nha các bác nhé. Nó sẽ có giá thành cao hơn chiếc bếp có lò nướng 200.000-300.000. K2 ngày 5 tháng 9 chỉ có chức năng nấu an toàn, nướng đơn giản. Mẫu này là 2.300.000. Giá em đã bao ship và tặng kèm các bác một đôi pin. Em tiếp tục chia sẻ đến các bác những cái mã tiếp theo nữa. Mã K3 ngày 5 tháng 9 các bác nhé. K3 ngày 5 tháng 9, một chiếc bếp mặt men màu sáng rất là đẹp luôn này các bác này. Một chiếc bếp mặt men màu sáng đến từ thương hiệu Paloma các bác nhé. Paloma, cách bật bếp sẽ là phím nhấn như thế này. Đối với cái dòng phím nhấn này nó cực kỳ đơn giản, dễ sử dụng, cho nên là các bé khoảng học lớp 4, lớp 5 là các bé sử dụng rất là dễ nha các bác nhé. Tuy nhiên đối với những mà bé nhỏ hơn ấy thì sau khi nấu xong các bác gạt cái lẫy này sang cho em nhé. Các bác gạt cái lẫy này sang để khóa trẻ em. Đây gọi là khóa trẻ em nhé, khóa an toàn trẻ em sẽ không nghịch phá vào được bếp đâu ạ. Hai vị trí nấu phía trên, hai vị trí nấu phía trên có chức năng chống cháy nồi, cạn nước bếp tự động tắt lửa bếp tự động khóa ga. Cạn nước bếp tự động tắt lửa bếp tự động khóa ga và có thêm một cái khay nướng tiện lợi ở phía dưới. Khay nướng này thì các bác nướng cá, nướng mực, nướng tôm, nướng cua, nướng trứng hoặc là nướng rất là nhiều đồ ăn ở trong cái khay nướng này giúp em là được này các bác này. Đấy, rất là đẹp nha, khay nướng vị nướng này đẹp xuất sắc luôn. Một chiếc bếp đơn giản, an toàn, giá thành bình dân các bác ạ. Mẫu này em bán, mẫu này em bán cho các bác với giá là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng. Đấy, một chiếc bếp thành vách, một chiếc bếp bãi nhưng mà độ mới tới 90% nha các bác nhé. Độ mới 90%, thành vách của bếp cực kỳ đẹp này. Thành vách của bếp cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này. Thành vách của bếp cực kỳ đẹp nha các bác nhé. Đơn giản, chống cháy nồi, chống rò rỉ ga, an toàn tuyệt đối cho các bác trong cái quá trình nấu và nướng. Mã này K3 mùng 5 tháng 9 2.300.000 nhé. Giá em đã bao ship và sẽ tặng kèm các bác một đôi pin ạ. Em tiếp tục chia sẻ đến mã K4 nhé các bác nhé. Mã K4, bên cạnh cái mã chức năng cơ bản thì em sẽ có một cái mẫu bếp đời cao full chức năng. Và mời các bác theo dõi cái chiếc bếp này với em. Mẫu này thì khay nướng nhé,
họng của bếp này đang còn nguyên vân thép nha các bác nhé. Họng của bếp còn nguyên vân thép luôn. Bo lửa thì nhôm hợp kim này, bo lửa nhôm hợp kim vuông thành đứng cạnh nhé. Không hề có dấu hiệu hen dỉ hay là bị mai một hay là cái gì hết. Mẫu này là màu vàng cát nhẹ nhé. K4 ngày mùng 5 tháng 9, phiên bản đời 2020 ạ. Đời 2020 nha các bác nhé. Công tắc bật bếp sẽ là phím nhấn này. Công tắc bật bếp sẽ là phím nhấn như thế này. Và đây là cái dòng mặt men nhé các bác. Dòng mặt gãy của mặt men. Mặt gãy của mặt men các bác ạ. Đấy, các bác quan sát này. Cái dòng này là cái thiết kế hiện đại nhất của mặt men tính đến thời điểm này. Có khay nướng 2 tầng lửa hẹn giờ được 15 phút ạ. Khay nướng 2 tầng lửa hẹn giờ 15 phút. Bếp nấu thì hẹn giờ được 90 phút ạ. Và đồng hồ này là đồng hồ ẩn nhé các bác nhé. Đấy các bác nhìn này, không thấy mặt của đồng hồ đâu. Không thấy mặt đồng hồ, chỉ thấy đồng hồ thôi chứ không thấy mặt. Có chế độ tự động nấu cơm này. Rồi có chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút và điều chỉnh nhiệt độ 160, 180, 200. Có phím 3S luôn này. Thương hiệu bếp Zinai RT66WH7R các bác nhé. Đây là cái phiên bản mặt men cao cấp nhất của nhà Zinai tính đến thời điểm bây giờ ạ. Tính đến thời điểm bây giờ nha các bác nhé. Hay nhớ vị nấu của bếp cực kỳ đẹp luôn. Cái mẫu này là hàng VIP nha các bác nhé. Đời 2020, hàng VIP ạ. À, các bác đẹp không? Đẹp không các bác ơi? Cho em một nhận xét với cái chiếc bếp này đi ạ. Cho em một nhận xét với chiếc bếp đẹp long lanh này đi. Đấy, khoai nướng phía trong này, khoai nướng phía trong. Nói chung là chiếc bếp này độ mới khoảng tầm 95%. Bởi vì về nhà em không có tác động bất kỳ cái gì vào đây cả các bác nhá. Không tác động sơn xịt cái gì vào đây đâu, mà chỉ vệ sinh bụi đi xong gửi cho các bác thôi. Đấy các bác nhìn này, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp cực kỳ luôn nha các bác nhá. Quá xuất sắc luôn. Đấy. Cái này là mặt men nguyên bản, hàng đời cao phun chức năng. Đời cao phun chức năng nhé, khay nướng 2 tầng. Khay nướng 2 tầng và là đồng hồ ẩn ạ. Mẫu hàng VIP này em đang bán với giá là 4.600.000. 4.600.000. K4 ngày mùng 5 tháng 9 các bác nhé. Nếu như các bác mà cần một chiếc bếp đời cao nhưng mà phun chức năng thì các bác lựa chọn mẫu này. Bởi vì đây là cái dòng đời cao duy nhất mà phun chức năng có tới 2 đồng hồ hẹn giờ ạ. Rồi em chia sẻ đến mã K5. K5 lại là một chiếc bếp đơn giản các bác nhé. Sang mã K5 lại là một chiếc bếp đơn giản, có cái mặt màu vàng cát này các bác này. Mặt này là mặt màu vàng cát cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn thấy cái mặt màu vàng cát này có đẹp không? Rất là đẹp và rất là sang trọng nha các bác nhé. Màu vàng cát nhẹ, có phủ một lớp kim tuyến lên phía trên. Bo lửa là bằng nhôm hợp kim. Bo lửa nhôm hợp kim nhé, vuông thành đứng cạnh. Không hề có dấu hiệu bị hoen dỉ hay là mai một gì đâu. Đấy các bác nhìn này, rất là đẹp luôn nhé. Mẫu này hàng đẹp, hàng rất là đẹp. Đời 2020, mặt men màu vàng cát mà lại phủ một lớp kim tuyến lên phía trên nhé các bác nhé. Màu vàng cát phủ một lớp kim tuyến. Công tắc bật bếp sẽ là phím nhấn đề như thế này. Đấy, đối với cái dòng phím nhấn đề sẽ có khóa an toàn ở phía dưới nhé. Khóa an toàn ở phía dưới. Đấy. Dòng phím nhấn thì thường không có khóa an toàn. Tuy nhiên là trẻ con cũng rất là khó bật, bởi vì là nó phải nhấn vào thì mới bật lên được. Cho nên là mỗi cái nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm nhất khác nhau nha các bác nhé. Zinai nút nhấn đời 2022. Đấy. Màu sắc rất là đẹp luôn. Khay nướng vị nướng đẹp tuyệt vời này các bác này. Khay nướng vị nướng này, sáng đẹp nha. Đấy các bác nhìn này, khay nướng vị nướng nhá. Độ mới 90% cho chiếc bếp này. 90% cho chiếc bếp này nhá. K5 ngày mùng 5 tháng 9. K5 ngày mùng 5 tháng 9 này, một chiếc bếp mặt men phủ kim tuyến cực kỳ đẹp luôn nha các bác ơi. Em tiếp tục chia sẻ. Rồi, em nói nhầm một tí. Mẫu này em bán với giá là 2.900.000. Giá em đã bao ship và tặng kèm các bác một đôi pin ạ. 2.900.000, giá đã bao ship và tặng kèm các bác một đôi pin luôn nha. Các bác mua hàng thì kết nối trực tiếp cho em theo số Zalo 0327238868. Trường hợp mà chưa ưng những cái mã em lên trong video thì lại kết nối để em lựa chọn và tư vấn cho các bác mã khác phù hợp hơn nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.